Hello, hello. Xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cài đặt ví Phantom trên điện thoại smartphone. Quý vị có thể vào CH Play hoặc là App Store và quý vị tìm kiếm đánh là Phantom Wallet. Đó, thì ở đây tôi sẽ chọn nhận để tải về. Quý vị lưu ý là chọn đúng cái biểu tượng ví Phantom. Ok, quý vị chờ một chút thôi. Ứng dụng đang được tải về. Rồi, tôi sẽ mở này. Ở đây, quý vị chưa có ví thì quý vị chọn tạo một cái ví mới. Quý vị có thể bật cái xác nhận cài đặt vân tay lên. Chọn tiếp theo. Và đây là cái dãy số 12 ký tự. Quý vị tuyệt đối giữ bí mật. Ok chưa? Đây là cái video tôi làm demo thôi. Và tôi không có sử dụng cái cụm từ này. Còn cái cụm từ của quý vị, quý vị phải cất giữ thật cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ. Rồi, tôi chọn vào OK này. Tôi sẽ lưu cái này vào để tôi cài đặt cái ví này đã. Quý vị tích vào tôi đồng ý, chọn bắt đầu. Quý vị hãy chờ một chút, app nó đang load. Ok, vậy là cái bước cài đặt tạo ví đã thành đó. Công. Thì đây là một cái giao diện hoàn toàn nó là tiếng Việt. Hiện tại cái ví này nó rất chi là mới và đã hỗ trợ tiếng Việt. Đó. Rất chi là thuận lợi. Về cái phần gửi nhận thì quý vị có thể tự tìm hiểu. Đó. Giao diện cũng như các ví khác rất chi là dễ sử dụng. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này.